ta đã có chủ rồi ạ. Vậy bây giờ hai đội cho anh hỏi, hai đội có muốn gọi là phân chia xem mình lựa chọn sân đấu bên nào không? Và bây giờ bạn cùng xì đi. Thế nên bây giờ chơi công bằng đi đúng rồi. Bây giờ như thế này, bạn cùng xì đi là dễ nhất nhá. Bây giờ anh sẽ được nhờ mỗi đội cử cho anh một bạn lên đây. Ok. Và bây giờ mình sẽ có là cái búa này, cái bao này, cái kéo. Ok nhá. Sẵn sàng để chuẩn bị đây. 1, 2, 3 ra cái gì? Ra cái này. Em cho sân bên trái đúng không? Và sẽ mời lớp còn lại mình sang sân bên phải giúp anh. Robot này ơn. Xin được chúc hai đội ngày hôm nay sẽ thật bình tĩnh, thật tự tin và chiến thắng. Rồi, và bây giờ 3 phút kết nối và nhìn xa hình dành cho hai đội. 3 phút bắt đầu. 10A cố lên. 11A1 cố lên. 10A cố lên. Cổ động viên của 11A1 ạ. Em thấy một chị mặc áo đen đây cổ vũ cho cả hai đội là sao? Hôm nay mình đến đây là với tư cách là một khán giả trung lập đúng không chị? Ok, đó là một điều rất tuyệt vời. Đội nào mình cũng cổ vũ luôn. Thời gian kết nối để cho các đội sẽ còn lại là 2 phút 25 giây. Hai tắt mà Bluetooth đi nha, tắt mà Bluetooth đi. Ồ, hai đội đều tự thi toàn quốc luôn. Tắt mà Bluetooth đi. Có mặt trong một trận đấu. Trận thứ hôm để xác định xem đội nào sẽ là đội giành được tấm vé để vào trận chung kết. Như vậy, cố gắng nhá. Phần thi đấu đã chúng ta càng thêm căng thẳng với hội kiên. Chính xác rồi, hai đội cũng chuyên môn rất cao đây. Thời gian vẫn còn các bạn nhá, vẫn còn 1 phút 50 giây nữa. Hai thằng ở dưới hay là hai thằng không đeo kính? À, không đeo kính. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho mình một phần thi thật kỹ lưỡng thời ở phần này. Theo như lời của các thầy thì sẽ là một phần thi rất cân sức cân tài và rất khó phân thắng bại đấy ạ. Chắc chắn rồi. Các bạn cố gắng nhá. Đến thời điểm này rồi chỉ còn cách trận chung kết 11 đến đúng một trận đấu nữa thôi. Và hy vọng rằng là các bạn mình sẽ chơi thi đấu hết mình, đừng giống như tôi Arsenal nhé. Thi đấu cả mùa giải rồi nhận dẫn chức vô địch cho Man City đúng không? Chúng ta còn lại 1 phút để chuẩn bị. Hãy cùng kiểm tra thật kỹ lưỡng người bạn đồng hành của mình là những chiếc robot. Một lát nữa thôi thì khi chúng ta tiến vào xa hình thi đấu sẽ có những bước đi thật chắc chắn và dành cho mình phần chiến thắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên kia vô hết mặt kìa. Buốt cái chân đi. Thời gian sẽ còn lại là 40 phút. Bên kia cơ. Đây 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 đây. Còn lại 15 giây. Vâng, 11A1 cũng đã sẵn sàng. Mãi là anh em à? Trời ơi, đến trận đấu này rồi vẫn còn mãi là anh em. Vâng, thời gian chuẩn bị của chúng tôi đã kết thúc rồi ạ. Rồi, và tất cả các bạn, tất cả những quý cổ động viên đã sẵn sàng chưa? Và bây giờ trận bán kết cuối cùng của chúng ta sẵn sàng, hai đội chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu! Nào, cây đầu tiên di chuyển rồi, cây số 2 mới được bắt đầu đi nhá. 10A dừng lại đã ạ. Vâng ạ, để cây đầu tiên di chuyển đã. 10A bên kia mà. Nào, nhanh chóng nào. Xem bây giờ sẽ là tôi vận chuyển những cây đầu tiên về kho hàng tập kết bên trên kia đây. Phía dưới các thầy cô và các bạn học sinh hãy cùng cổ vũ thật lớn cho hai đội mình trên đấu ạ. Thấy các bạn mang nhiều chai lọ đâu rồi, đây là những cái gì tạo ra tiếng động cổ vũ lớn nhá. Phía bên tay phải
đã có một cây đầu tiên bắt đầu được vận chuyển rồi. Và hãy cùng chờ xem phía bên tay trái sân đấu ngày hôm nay cũng vậy. Cả hai đội đang rất nhanh chóng đẩy đưa những cái chạy đầu tiên biết được về kho và về vị trí tập kết. Rồi nhá, hàng trên hàng dưới chưa xong, hàng trên chưa được đi đâu. 11A1 cũng bắt đầu với những cái chè đầu tiên rồi ạ. Có lên. Không cần. Không quan trọng. Vâng ạ, phía trên này các trọng tài của chúng tôi đang theo dõi rất kỹ lưỡng tất cả các đội ạ. Cố lên. Tiên sân đấu bên trái cũng đã bắt đầu được đưa vào bên trong được chiếc giỏ hàng rồi. Cố lên nào, nhanh chóng. Bắt đầu được gấp lên rồi. Đội thi ở phía bên anh Kiên cũng đang rất ra sức nỗ lực để đuổi kịp bên này rồi ạ. Chắc chắn là như vậy rồi, khi mà bước chân vào một trận bán kết thì chúng ta luôn mong muốn rằng là đội thi của mình sẽ có được những thành quả tốt nhất. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả những quý vị khán giả cùng chúng ta nhá.